Quyển 23, thứ 13, Thành Phản Địa. Phần đầu Du Gia Sứ, Xuất Ly Địa, thứ 3, 2. Sao gọi là luật nghi căn, như có người năng khéo an trụ mật hộ căn môn, phòng thủ chánh niệm, thường thuận theo chánh niệm cho đến nói rộng. Sao gọi là mật hộ căn môn, đó là phòng thủ chánh niệm, thường thuận theo chánh niệm, nói rộng cho đến phòng hộ ý căn và tránh tu hành luật nghi ý căn, như vậy gọi là mật hộ căn môn. Sao gọi là phòng thủ chánh niệm, như có người vì lực mật hộ căn môn tăng thượng, thâu nhiếp lãnh thọ nhiều sự lắng nghe, tư duy tu tập, do lực văn tư tu tăng thượng nên đạt được chánh niệm. Vì muốn chánh niệm đã được, đây không bị mất đi, vì hướng đến sự chứng đắc, vì khiến không hoại mất, nên trong mọi lúc và nơi hoặc văn hoặc tư hoặc tu đã đắc chân chánh thực hành du già, chân chánh tinh cần tu tập, không để bỏ giá hạnh, không ngừng nghỉ giá hạnh. Như vậy, thành tựu niệm do tích tập nhiều lắng nghe, tư duy tu tập. Do đây, mọi lúc đều khéo năng phòng hộ giữ gìn, tránh thực hành ứng dụng văn tư tu dù già. Như vậy gọi là phòng thủ chánh niệm. Sao gọi là thường thuận theo chánh niệm? Tức là vào nơi niệm đây, hằng thường thực hành tỉ mỉ thuận theo thực hành. Nên biết trong đây hằng thường thực hành gọi là thực hành không gián đoạn, tỉ mỉ thuận theo thực hành gọi là thực hành cẩn trọng. Như thế tức là ở nơi thực hành không gián đoạn và thực hành cẩn trọng đây, được chung gọi là thường thuận theo chánh niệm. Như chỗ có thực hành phòng thủ chánh niệm, như vậy ở nơi niệm được không quên mất. Như chỗ có thực hành thường thuận theo chánh niệm, như vậy ở nơi không quên mất niệm, được sức niệm vận giữ gìn, do công năng thế lực của sức đây nên năng chế phục được sắc thanh hương vị xúc pháp. Sao gọi là niệm phòng hộ ý? Đó là sắc của mắt làm duyên sanh khởi nhãn thức. Nhãn thức không gián đoạn, sanh khởi ý thức phân biệt. Do ý thức phân biệt đây, nên ở nơi sắc tướng của sắc khả ái phát sanh nhiễm trước, ở nơi sắc tướng của sắc không khả ái phát sanh ghét giận. Lúc bấy giờ nương sức tăng thượng của niệm như vậy, nên năng phòng hộ được sự phát khởi phiền não của ý cùng phân biệt không như lý, khiến không thể sanh khởi sở hữu phiền não. Như vậy nói rộng, tai mũi lưỡi thân nên biết cũng vậy. Pháp của ý làm duyên sanh ý thức, do ý thức đây ở nơi pháp tướng của sắc khả ái phát sanh nhiễm trước, ở nơi pháp tướng của sắc không khả ái phát sanh ghét giận, cho nên ý thức đây cầu hành với phân biệt không như lý năng phát khỏi phiền não. Lúc bấy giờ nương sức tăng thượng của niệm phòng hộ như trên, nên năng phòng hộ sự phát khỏi phiền não của ý cùng phân biệt không như lý, khiến không sanh khỏi sở hữu phiền não. Như vậy gọi là niệm phòng hộ ý. Sao gọi là hành vị bình đẳng? Khi nói vị bình đẳng, đó là hoặc khéo xả hoặc vô ký xả, ở nơi sự phát khởi phiền não của ý cùng phân biệt không như lý. Vì trước đã khéo phòng hộ, nay tránh hành ở trong sự khéo xả, vô ký xả, cho nên nói là hành vị bình đẳng. Như vậy gọi là hành vị bình đẳng. Sao gọi là ở nơi sự phát khởi phiền não của ý cùng phân biệt không như lý, năng khéo phòng hộ, tức là đối với sắc thanh hương vị xúc pháp không nắm giữ tướng, không nắm giữ tùy hảo, chọn không đường kia phát sanh các tầm tư ác bất thiện khiến tầm dì chảy. Người kia có lúc vì lạc mất niệm hoặc vì phiền não thiêu đốt quá mạnh mẽ, tùy liền nắm giữ tướng và nắm giữ tùy hảo nhưng lại phát sanh pháp ác bất thiện khiến tầm dì chảy. Nếu rơi trong hoàn cảnh như vậy, tức liền tu hành luật nghi do hai tướng đây nên ở nơi sự phát khởi phiền não của ý cùng phân biệt không như lý, năng khéo phòng hộ. Sao gọi là ý đây do hai tướng nên được khéo phòng hộ, chánh hành khéo xả hoặc vô ký xả, tức là do hai chủng tướng. Sao gọi là hai tướng? Như đã nói, tức là phòng hộ căn mắt và chân chánh tu hành luật nghi căn mắt. Như nói phòng hộ luật nghi căn mắt thì phòng hộ căn tai mũi lưỡi thần ý và chân chánh tu hành luật nghi căn mũi căn tai mũi lưỡi thần ý cũng vậy. Do hai tướng đây nên ở trong sự khéo xả và vô ký xả khiến ý chánh hành. Sao gọi là ở nơi sắc được mắt nhận biết không nắm giữ tướng ấy? Nói nắm giữ tướng tức là ở nơi sắc sở hành của nhãn thức, do vì nhãn thức nắm giữ tướng sở hành, như vậy gọi là ở nơi sắc được mắt nhận biết chấp giữ tướng ấy. Nếu năng xả lìa cảnh tướng sở hành của nhãn thức như vậy, gọi là ở nơi sắc được mắt nhận biết không nắm giữ tướng ấy. Như ở nơi sắc được mắt nhận biết thì ở nơi thành hương vị xúc pháp được tai mũi lưỡi thần ý nhận biết nên biết cũng vậy. Sao gọi là ở nơi sắc được mắt nhận biết không nắm giữ tùy hảo? Nói nắm giữ tùy hảo tức là ở nơi sắc được mắt nhận biết nhãn thức không gián đoạn, đồng sanh với ý thức phân biệt chấp giữ cảnh tướng sở hành hoặc năng sanh khởi tham.
hoặc năng sanh khởi sân hoặc năng sanh khởi si. Đây gọi là ở nơi sắc được mắt nhận biết, chấp giữ tùy hảo, nếu năng xả lìa sở hành đây. Ở nơi sở duyên không sanh khởi ý thức gọi là ở nơi sắc được mắt nhận biết không nắm giữ tùy hảo. Như ở nơi sắc được mắt nhận biết thì ở nơi thành hữu vị xúc pháp được tai mũi lưỡi thần ý nhận biết nên biết cũng vậy. Lại có loại nắm giữ tướng, nắm giữ tùy hảo khác. Nói nắm giữ tướng đó là cảnh giới của sắc ở chỗ có thể thấy năng sanh khởi tác ý đúng lúc thì mắt thấy các thứ sắc, như vậy gọi là nắm giữ tướng. Nói nắm giữ tùy hảo đó là cảnh giới sắc ở chỗ có thể thấy năng sanh khởi tác ý đúng lúc, mắt thấy các thứ sắc rồi do thời trước đã từ người được nghe, ở nơi sắc được mắt nhận biết như vậy, như vậy. Liền tùy theo danh cú văn thần đã được nghe, lấy đây làm chỗ nương, làm chỗ trụ, làm chỗ tăng thượng. Bồ đọc giả là sĩ phủ như vậy, tùy theo điều đã được nghe, phân biệt chủng chủng sắc được mắt nhận biết, như vậy gọi là nắm giữ tùy hảo. Như ở nơi sắc được mắt nhận biết, thì ở nơi thành hương vị xúc pháp được tai mũi lưỡi thần ý nhận biết, nên biết cũng vậy. Lại nắm giữ tướng và nắm giữ tùy hảo đây, hoặc có người do nhân duyên đây, do chỗ nương đây, do tăng thượng đây phát sanh chủng chủng pháp ác bất thiện khiến tâm dì chảy, hoặc có người do nhân duyên đây, do chỗ nương đây, do tăng thượng đây không phát sanh chủng chủng pháp ác bất thiện khiến tâm dì chảy. Nếu ở trong đây nắm giữ tướng, nắm giữ tùy hảo không như chánh lý, do nhân duyên đây, do chỗ nương đây, do tăng thượng đây sẽ phát sanh chủng chủng pháp ác bất thiện khiến tâm dì chảy. Như vậy người kia ở nơi cảnh giới loại sắc nên xả lìa nắm giữ tướng cho đến nắm giữ tùy hảo. Sao gọi là pháp ác bất thiện? Là các thân hành ác, các ngữ hành ác, các ý hành ác do các tham dục và tham khiến sanh khởi. Là các thân hành ác, các ngữ hành ác, các ý hành ác do hai chủng hoặc các sân khỏe hoặc các ngu si khiến sanh khởi. Như vậy gọi là chủng chủng pháp ác bất thiện. Sao gọi là do kia khiến tâm dì chảy? Nếu ở nơi cảnh giới sở duyên kia kia, tâm ý thức phát sanh dòng ruồi, trôi chảy tán loạn, tức là ở nơi cảnh giới sở duyên kia kia, cùng tương ứng với chủng chủng tâm ý thức phát sanh dòng ruồi, trôi chảy tán loạn, năng khiến sanh khởi thân, ngữ, hành, ác, tham, sân, si. Đây gọi là do kia khiến tâm dì chảy. Như vậy ở nơi sắc được mắt nhận biết, do đến cho đến ở nơi pháp được ý nhận biết mà nắm giữ tướng và nắm giữ tùy hảo sẽ khiến phát sanh trùng trùng tạp nhiễm. Người kia năng giả liền nắm giữ tướng và nắm giữ tùy hảo nên không sanh khởi trùng trùng tạp nhiễm. Nếu bị lạc niệm hoặc bị phiền não thiêu đốt mạnh mẽ, tuy sống một mình ở chốn không nhàn, nhưng do lực của sắc được mắt nhận biết tăng thượng mà trước kia đã thấy, hoặc do lực thành hương vị xúc pháp được tai mũi lưỡi thần ý nhận biết tăng thượng mà trước kia đã từng lãnh thọ nên phát sanh trùng trùng pháp ác bất thiện. Tùy theo sự việc đã phát sanh mà không chấp trước, tầm liền đoạn diệt, trừ bỏ, biến đổi, nhổ bỏ. Đây gọi là ở nơi kia tu hành luật nghi. Hoặc ở nơi sắc được mắt nhận biết, phải sách phát cắn mắt. Hoặc ở nơi thành hương vị xúc pháp được tai mũi lưỡi thần ý nhận biết, phải sách phát cắn tai mũi lưỡi thần ý. Tức liền trải khắp tất cả chủng mặc phát khởi sách tấn. Sách tấn như thế khiến không tạp nhiễm, do nhân duyên đầy ở nơi tạp nhiễm phòng hộ căn mắt, nói rộng cho đến phòng hộ căn ý. Như vậy gọi là phòng hộ căn mắt, nói rộng cho đến phòng hộ căn ý. Hoặc ở nơi sắc được mắt nhận biết không còn phải sách phát căn mắt. Hoặc ở nơi thành hương vị xúc pháp được tài mũi lưỡi thần ý nhận biết, không còn phải sách phát căn tài mũi lưỡi thần ý. Tức liền trải khắp tất cả chủng mà không còn phát khởi sách tấn, vì không còn phải phát khởi sách tấn tức không tạp nhiễm. Như vậy gọi là năng tránh tu hành luật nghi của căn mắt, nói rộng cho đến năng tránh tu hành luật nghi của căn ý. Như vậy nên biết đã phân biệt rộng tướng luật nghi căn, phải biết nghĩa tóm được của phần này thế nào, tức là hoặc năng phòng hộ, hoặc sở phòng hộ, hoặc từ đó phòng hộ, hoặc như đó phòng hộ, hoặc tránh phòng hộ, tất cả như vậy được chung là một, gọi là luật nghi căn. Này ở trong đây cái gì là năng phòng hộ? Là phòng thủ chánh niệm và tu tập thường thuận theo chánh niệm, gọi là năng phòng hộ. Cái gì là sở phòng hộ? Là phòng hộ căn mắt, phòng hộ căn tai, mũi, lưỡi, thần ý, đây gọi là sở phòng hộ. Từ cái gì phòng hộ? Từ sắc khả ái, sắc không khả ái, nói rộng cho đến từ pháp khả ái, pháp không khả ái của căn mà tránh phòng hộ. Phòng hộ như thế nào? Là không nắm giữ tướng, không nắm giữ tùy hảo. Nếu được nơi đó phát sanh trùng trùng pháp ác bất thiện, khiến tâm dì chảy, tức ở nơi đó tu hành luật nghi, vì phòng hộ gìn giữ căn gọi là tu luật nghi.
Phòng hộ như vậy, cái gì là chánh phòng hộ là do chánh niệm phòng hộ ở nơi ý. Hành vị bình đẳng như vậy gọi là chánh phòng hộ. Lại nghĩa hay tóm lược theo cách khác, đó là hoặc phương tiện phòng hộ, hoặc sự việc được phòng hộ, hoặc chánh phòng hộ, tất cả như vậy, lược chung là một, gọi là luật nghi căn. Phương tiện phòng hộ thế nào là phòng thủ chánh niệm, thường thuận theo chánh niệm, mắt thấy rắc rồi không nắm giữ tướng, không nắm giữ tùy hảo, nói rộng cho đến ý biết pháp rồi không nắm giữ tướng, không nắm giữ tùy hảo. Nếu nương chỗ đây phát sanh trùng trùng pháp ác bất thiện khiến tâm dỉ chảy, tức ở chỗ đây tu hành luật nghi. Vì phòng thủ căn nên gọi là tu hành luật nghi, như vậy gọi là phương tiện phòng hộ. Sự việc được phòng hộ là gì? Là sắc của mắt cho đến pháp của ý, như vậy gọi là sự việc được phòng hộ. Chánh phòng hộ thế nào? Như sự việc đã nói, tức do chánh niệm phòng hộ ở nơi ý. Hành vị bình đẳng gọi là chánh phòng hộ. Lại luật nghi căn tóm lược có hai chủng, một nhiếp thuộc lực từ trạch, hai nhiếp thuộc lực tu tập. Luật nghi căn nhiếp thuộc lực từ trạch ở nơi cảnh giới thấy sở quá hoạn, mà đối với sở hữu quá hoạn đây không thể khiển trừ đoạn diệt. Luật nghi căn nhiếp thuộc lực tu tập ở nơi cảnh giới thấy sầu quá hoạn cũng đang đối với sở hữu quá hoạn đầy khiển trừ đoạn diệt. Lại do luật nghi của căn nhiếp thuộc lực tư trạch nên ở nơi cảnh sở duyên khiến phiền não triền không sanh khởi trở lại, không hiện tiền trở lại. Nhưng ở nơi nương tựa sở y, tùy miên không thể đoạn trừ, không thể nhổ bật vĩnh viễn. Do luật nghi căn nhiếp thuộc lực tu tập nên ở nơi cảnh sở duyên, phiền não tùy miên không sanh khởi trở lại, không hiện tiền trở lại. Tất cả thời khắc ở nơi nương tựa sở y, sở hữu tùy miên cũng năng đoạn trừ, cũng năng nhổ bật vĩnh viễn. Như vậy luật nghi căn nhiếp thuộc lực tư trạch và luật nghi căn nhiếp thuộc lực tu tập có sự sai biệt đây, có ý thú đây, có sự riêng khác đây. Phải biết trong đây luật nghi căn nhiếp thuộc lực tư trạch là nhiếp thuộc đạo tư lương, còn luật nghi căn nhiếp thuộc lực tu tập nên biết đoạn nhiếp ly dục địa. F. Sao gọi là đối với việc ăn uống biết lượng? Như có người do chân chánh suy xét trong việc ăn uống thức ăn, không vì ca hát phóng túng, không vì kiêu mạn phóng dật, không vì tướng đẹp, không vì đoan nghiêm, cho đến nói rộng. Sao gọi là do chân chánh suy xét trong việc ăn uống thức ăn? Chân chánh suy xét đây tức như thập dụng diệu tuệ, theo đó quán sát quá hoạn của đoạn thực, đã thấy lỗi lầm tai họa, sanh sầu chán ghét, sau đó mới nuốt xuống cổ họng. Sao gọi là quán thấy lỗi lầm tai họa ở nơi đoạn thực được ăn đây, hoặc quán lỗi lầm tai họa của chủng loại thức ăn được thọ dụng, hoặc quán lỗi lầm tai họa của chủng loại thức ăn chuyển biến, hoặc quán lỗi lầm tai họa của chủng loại thức ăn được truy cầu. Sao gọi là chỗ có lỗi lầm tai họa của chủng loại thức ăn được thọ dụng? Như có người sắp muốn ăn thức ăn cắt nhỏ dùng cho việc thọ dụng có sắc hương vị xúc thể đều tuyệt hảo thật tinh diệu, từ đây không gián đoạn đưa vào trong miệng, được răng nhai nhuyễn trộn lẫn với dịch của nước miếng tiết ra, được nhai nát rồi sau nước xuống cổ họng mới gọi là ăn. Tất cả tướng ngọt ngọt vốn có của thức ăn ban đầu làm tăng thêm phần thích ý, lúc này đều biến đổi chuyển thành tướng dơ uế. Khi qua khỏi yết hầu, lúc chuyển đổi có tướng trạng như đồ ói ra. Bồ Đạc Già La khéo biết ăn, chân chánh nhớ nghĩ tướng trạng mùi vị dơ uế hết đây. Đối với tất cả tình diệu của thức ăn khác chưa biến đổi, ngay lúc đầu còn chẳng thể sanh vui thích mà ăn, huống là vui thích ở giai đoạn này. Do quán hết thảy tướng như thế, chẳng phải một tướng mạo. Khi thọ dụng, tướng tình diệu của thức ăn uống dần dần mất đi, tướng xấu phát sanh nhiếp thuộc bất tịnh. Như vậy gọi là chỗ có lỗi lầm tai họa của chủng loại thức ăn được thọ dụng. Sao gọi là lỗi lầm tai họa của chủng loại thức ăn chuyển biến? Thức ăn uống đây khi đã ăn rồi được biến đổi tiêu hóa, thức ăn kia lúc đã biến đổi chẳng phải một chủng mà nhiều chủng chủng phẩm loại các vật bất tịnh. Đến giữa đêm hoặc gần sáng, ở trong thân một phần của sự chuyển hóa năng nuôi dưỡng máu thịt gần mật xương tủy ra khiến được tăng trưởng, kế đến một phần biến thành phần tiểu dơ uế đã biến thành rồi, sau đó hướng xuống đường giới được đẩy ra ngoài. Do đây hàng ngày phải luôn phải tẩy rửa hoặc tay hoặc chân hoặc các chi tiết khác, nếu lúc lỡ chạm phải đồ dơ hoặc mình hoặc người đều sẽ nhầm gớm. Lại do duyên ăn uống đây, trong thần phát ra nhiều thứ bệnh tật, đó là ung nhọt, lác khô, lác ướt, ghẻ lở, cùi hủi, mụn nhọt, trái dạ, nấc cụt, điên, động kinh, bệnh lạnh nóng, máu nóng, phù thủng. Vô lượng các loại bệnh như thế, hoặc do việc ăn uống gây ra khiến trọng thần phát khởi, hoặc do ăn uống không quân bình điều hòa nên không tiêu hóa được mà tồn tại trong thân, đây gọi là chỗ có lỗi lầm tai họa của chủng loại thức ăn chuyển biến.
Sao gọi là lỗi lầm tai họa của chủng loại thức ăn do truy cầu? Đó là trong quá trình truy cầu chủng loại thức ăn, thức uống ăn có nhiều tai họa, hoặc có tai họa trong việc chứa nhóm gây ra, hoặc có tai họa trong việc bảo quản giữ gìn gây ra, hoặc có tai họa do hủy hoại tình thân thuộc gây ra, hoặc có tai họa do không biết chán đủ gây ra, hoặc có tai họa do chẳng được tự tại gây ra, hoặc có tai họa do làm ác gây ra. Sao gọi là tai họa trong việc chứa nhóm gây ra? Như có người vì nhân duyên thức uống ăn khi thời tiết lạnh phải chịu sự bức bách của lạnh, khi thời tiết nóng phải chịu sự bức bách của nóng, vô số sự vất vả lao nhọc để có được thức ăn chưa có được, hoặc để tích trữ mà phải gắng sức cải tạo các sự nghiệp như làm nông, chăn nuôi, giữ trâu, cày cấy, trồng trọt, kế toán, sách vở, in ấn, chạm khắc, cùng với vô số nghề nghiệp cầu xảo khác. Như vì thức uống ăn thì vì duyên uống ăn nên biết cũng vậy. Lúc lao nhọc cần cù vất vả gắng sức tìm cầu như thế, sự nghiệp gây tạo nếu không được tại lòng do nhân duyên đầy, buồn khổ yếu não, đấm ngực yêu bì, khóc lóc mê ngất, tự than thở. Công sức của ta bỏ ra thật uổng phí, sao lại không có kết quả thế này? Như vậy gọi là tai họa do chứa nhóm thức ăn gây ra. Sao gọi là tai họa do bảo quản giữ gìn thức ăn gây ra? Như có người gây dựng tạo làm sự nghiệp được vừa ý, vì nhân duyên giữ gìn nên sanh khởi trầm ngâm buồn rầu. Chớ để tài bảo của ta sẽ bị xâm đoạt, hoặc do vua giặc cướp, hoặc bị lửa thiêu, hoặc bị nước cuốn trôi, hoặc tài bảo kia bị hao tổn vì quả của việc làm ngày trước, hoặc do phương tiện gây dựng sự nghiệp không chân chánh, hoặc do người khác đố kỵ, hoặc do trước kia chung vốn danh lời bị người có sức mạnh hơn đoạt mất, hoặc do trong nhà tự phát lửa. Như vậy gọi là tai họa do bảo quản giữ gìn thức ăn gây ra. Sao gọi là tai họa do hủy hoại tình thân thuộc gây ra? Những người thế gian vì nhân duyên thức ăn uống mà khởi nhiều sự đấu tranh, cha con mẹ con, anh em bạn bè vì việc ăn uống mà còn tàn hại chống đối lẫn nhau, huống chi với người chẳng phải thân thích. Vì nhân duyên thức uống ăn làm sao tránh khỏi không đấu tranh kiện tụng lẫn nhau, như các đại tộc, bà la môn, sát đế lợi, trưởng giả cư sĩ. Vì nhân duyên ăn uống nhanh chóng giấy khỏi đấu tranh làm hại lẫn nhau, dùng tay chân dao gậy ngói đá ra hại lẫn nhau. Như vậy gọi là tai họa do hủy hoại tình thân thuộc gây ra. Sao gọi là tai họa do không biết chán đủ gây ra? Các quốc vương dòng sát đế lợi khi lên ngồi làm lễ quán đảnh, ở trong bờ cõi của mỗi vị vua đều có vương đồ thành ấp lãng mạc, mà chẳng biết bằng lòng vùi đủ giấy khởi quân bình vũ khí chinh phạt lẫn nhau, thổi tù phà, đánh trống khua chiêng, phóng lạo, bắn tên, cầm mâu cầm gương, chỉ huy trận mạc, dùng thiết binh, kỵ binh, tượng binh, bộ binh dàn trận đánh nhau, hoặc cầm gươm đao giết hại lẫn nhau khiến thần bị tổn hại, hoặc đi đến chết, hoặc đau đớn gần chết, hoặc có các loại khác như thế. Như vậy gọi là tai họa do không biết chán đủ gây ra. Sao gọi là tai họa do không được tự tại gây ra? Lại có người bị vua ra lệnh phải trấn giữ thành, nhân việc làm đây nên buộc phải tiếp xúc với vô số dầu nóng, phần nóng, đồng sắt nóng đỏ tạt lẫn nhau, hoặc phải cầm gươm đao giết hại lẫn nhau khiến thân bị tổn hại, hoặc đi đến chết, hoặc đau đớn gần chết, hoặc có các loại khác như thế. Như vậy gọi là tai họa do không được tự tại gây ra. Sao gọi là tai họa do phát khởi các việc làm ác gây ra? Như có người vì nhân duyên uống ăn mà thân tạo tác chứa nhóm các ác hành, như thân ác hành thì ngữ ác hành, ý ác hành cũng vậy. Đến lúc sắp lâm chung bị các bệnh nặng khổ sở bức bách do thần ngự ý trước kia gây tạo trùng trùng ác hành được tăng thượng, nên khi lâm chung thấy có các núi hoặc các ngọn núi chập trùng treo lơ lửng, bóng núi phủ trùng hoặc sắp phủ trùng hoặc đã phủ trùng, liền suy nghĩ này: ta xưa nương thần ngự ý gây tạo các nghiệp ác, chỉ có tội không có phước, nếu chỗ đi đến ắt hẳn là chỗ của những kẻ tạo ác kia, này ta chắc chắn sẽ đến nơi ấy. Hối hận như vậy rồi liền xả mạng, đã xả mạng rồi theo nghiệp sai biệt mà sanh đến các đường ác, đó là địa ngục bằng sách ngạ quỷ. Như vậy gọi là tai họa do tạo các hành ác gây ra. Như vậy đoạn thực vào lúc truy cầu có các quá hoạn, vào lúc thọ dụng có các quá hoạn, vào lúc chuyển biến có các quá hoạn. Lại đoạn thực đây có ít lợi ích thủ thắng, đây lại có nghĩa gì? Tức thân đầy nhờ thức uống ăn mà được tồn tại, nương thức uống ăn mà được đứng vững, chẳng phải không cần uống ăn. Sao gọi là có ít lợi ích thủ thắng? Tức nương thức uống ăn mà tồn tại thân như vậy, hoặc sống lâu nhất thì trải qua 100 năm, hoặc được nuôi dưỡng thích hợp, có khi tuổi thọ kéo dài hơn một chút,
Nếu đang lúc nuôi dưỡng hoặc ăn quá ít hoặc ăn thiếu sẽ dẫn đến chết yểu. Nếu chỉ giữ gìn thân đầy tạm thời an trú để hoạt động thì chẳng phải là diệu hành. Nếu tạm thời an trú ở nơi thân đầy mà sanh vui đủ thì chẳng phải diệu vui đủ, cũng chẳng phải lãnh thọ công đức lợi ích thù thắng viên mãn vô tội của sự ăn uống tạo ra. Nếu không chỉ giữ gìn thân đầy tạm thời an trú để hoạt động, cũng không chỉ tạm thời an trú ở nơi thân đầy mà sanh vui đủ, nhưng tức nương trụ nơi thân tạm thời này để tu tập phạm hạnh khiến được viên mãn, đây mới là diệu hành diệu vui đủ. Lại năng lãnh thọ công đức thù thắng lợi ích viên mãn vô tội của việc ăn uống tạo ra, nên tự suy nghĩ, ta nếu cùng ngu phù đồng phận kia tập theo những hạnh đồng phận ngu phù này thì chẳng phải là điều ta cần làm. Ta nếu đối với đoạn thực thấp kém đây mà vui trụ với ít phần thắng lợi thì cũng không phải điều ta cần làm. Nếu ở nơi lỗi lầm tai họa của tất cả chủng loại đoạn thực như thế đã biết đầy đủ rồi, dùng chân chánh suy xét thấy sâu các quá hoạn mà cầu ra khỏi, đó là vì cầu ra khỏi việc ăn, nên đối với việc ăn đoạn thực tưởng như ăn thịt con phải nên khởi nghĩ này. Những người thí chủ kia chịu nhiều gian khổ vất vả khó khăn để tích góp tiền của, lãnh thọ vô số lỗi lầm tai họa do mong muốn tìm cầu rộng lớn gây ra, nay vì lòng bí mẫn, vì cầu quả thù thắng tốt đẹp mà như cắt da thịt chết máu để huệ thí, ta được thức ăn uống đây phải phương tiện thọ dụng thích đáng, tức là tự mình phải an trú như pháp nơi sự thọ dụng không điên đảo, đền ơn thí chủ khiến họ đạt được những quả báo thù thắng lợi ích lớn, vinh hoa lớn, hưng thạnh viên mãn. Phải theo như kinh Nguyệt Dụ đã dạy mà đi đến nhà thí chủ tẩy rửa thuốc liễm thân tâm, an trụ tam quý, ra lìa kiêu ngạo, không để cao mình cũng không khinh miệt người khác, như các thứ lợi dưỡng mình thu được tâm sanh vui lòng đẹp ý, thì đối với chỗ được lợi dưỡng của người khác cũng vui lòng đẹp ý như vậy. Lại phải giữ gìn tâm bình như thế khi đến nhà thí chủ, há lại có người xuất gia đến nhà người khác mà chủ yếu chỉ cầu mong họ cấp thí, chẳng phải không huệ thí, chủ yếu mong cầu người khác cung kính, chẳng phải không cung kính, phải nhiều chẳng phải là ít, phải được tốt đẹp chẳng phải được thô xấu, phải cũng nhanh chóng chẳng được chậm chạp ư, nên khởi nghĩ như vậy khi đến nhà thí chủ. Giả sử không được cấp thí, ta chọn không ở nơi người kia mà khởi tâm oán hại và tâm sân hận, hiềm khích oán giận nhau, để rồi thân hoại về sau sanh vào các đường ác, chịu nhiều sự nguy hại khốn khổ. Giả sử thí chủ không cung kính chẳng phải cung kính, giả sử cung ít chẳng phải nhiều, giả sử thô xấu chẳng phải tốt đẹp, giả sử chậm chạp chẳng phải nhanh chóng, cũng không do đây đối với thí chủ khởi tâm oán hại cùng tâm sân khỏe mà hiềm hận lẫn nhau. Nói rộng như vậy, lại ta nên nương thức ăn uống của đoạn thực đây phát khởi chánh hành như vậy như vậy. Ở nơi hạn lượng đây như thật hiểu rõ thấu đạt, đó là mạng cần của ta do thức ăn này mà không bị hoại diệt. Lại đối với thức ăn uống đây không vì khổ nhọc ham thích, chỉ vừa đủ để có thể tùy thuận nhiếp thọ phạm hạnh. Như vậy ta này trụ tánh sa môn, trụ tánh xuất gia mà thọ dụng thức ăn uống thành tịnh như pháp, ra lìa các tội. Các tướng như trên tức là dùng chân chánh suy xét ý nghĩa ăn uống vật thực. Sao gọi là thức ăn? Đó là bốn loại thức ăn: một đoạn thực, hai xúc thực, ba ý từ thục, bốn thức thực. Này nghĩa đầy ý muốn nói về đoạn thực, sự việc đầy lại như thế nào? Đó là nhiều thứ phẩm loại như bánh lương khô, cơm canh cá, thịt tô dầu, mỡ, đường, mật, nộm, cháo, cháo nhuyễn được trộn lẫn với nhau, vo tròn từng phần nhỏ để ăn nên gọi là đoạn thực. Chỗ nói ăn đây đó là ăn nhai nhuyễn nuốt xuống yết hầu, nếm mút uống, đây là tên gọi khác nhau. Sao gọi là chẳng vì ca hát phóng túng, như có kẻ vui thọ dục vì thọ các dục mà ăn uống thức ăn, kẻ kia suy nghĩ rằng ta ăn uống thức ăn đây để làm cho thân được no đủ, khiến cho thân được đầy đủ thỏa mãn. Ngày qua đi, đến xế chiều rồi lại đến đêm, ta sẽ cùng thiếu nữ trang sức lộng lẫy vui đùa, cùng thọ hưởng hoan lạc ca hát phóng túng. Nói ca hát phóng túng tức là như trong thánh pháp tỷ lại ra, nó đến sở hữu các tầm từ ác bất thiện của kẻ thọ dục, bị tham dục dẫn dắt, bị dâm dật dẫn dắt. Do đây khi ăn các thức ăn khiến các căn thầy đều trạo cử, khiến cho ý bị nhiễu động, khiến cho ý bất an, khiến cho ý không tịch tịnh. Nếu kẻ thọ dụng thức uống ăn vì việc đây gọi là ca hát phóng túng mà thọ dụng thức uống ăn, các bậc thánh chúng đệ tử đa văn dùng lực từ trạch thấy sâu các quá hoạn, khéo biết ra lìa mà thọ dụng thức uống ăn, chẳng phải như việc ăn uống thức ăn của những kẻ thọ dục kia,
cho nên gọi là thọ dụng thức uống ăn, chẳng phải vì ca hát phóng túng. Sao gọi là chẳng vì kiêu ngạo phóng dật, chẳng vì trang sức tướng đẹp, chẳng vì đoan nghiêm. Như có kẻ thọ vùi thọ dụng các dục, vì thọ các dục mà ăn thức uống ăn. Kẻ kia khởi nghĩ rằng ta này cần phải ăn nhiều thức ăn, ăn thật no, tùy theo năng lực mà ăn những thức ăn đầy đủ sắc hương vị tình ngon, khiến tăng thêm sự bổ dưỡng béo mập. Qua đêm nay cho đến sáng mai, ta có đủ sức lực để ganh đua đọ sức trong việc luyện võ như vỗ xoa, đập đá, nâng nhảy, bước xéo, vùng tay, khoa đao, múa kiếm, đấu nỏ, dương cung, ném vòng, quăng dây. Đừng vào các việc đấu võ đọ sức như vậy, sẽ được dũng mãnh tráng kiện, sức lực sung mãn, sống lâu không bệnh, trẻ khỏe lâu bền, không chóng già suy, thọ mạng kéo dài. Ta lại có thể ăn nhiều thức ăn, ăn rồi ăn nữa, tiêu hóa mau lẹ, tật bệnh tiêu trừ. Như vậy tức là kiêu mạn phóng dật vì không tật bệnh, kiêu mạn phóng dật vì sức trẻ, kiêu mạn phóng dật vì sống lâu mà ăn uống thức ăn. Sau khi đã thì võ đọ sức với nhau rồi, lại suy nghĩ rằng ta cần phải tắm gội, bèn dùng các thứ nước thơm tắm gội nơi thân. Sau khi tắm gội xong, dùng lược chải tóc rồi dùng các thứ rượu hương xoa lên thân, xoa rồi lại mặc các y phục tốt đẹp bậc nhất, những vật trang sức để trang nghiêm cho thân. Trong đây tắm gội chải tóc xoa hương gọi là trang sức tướng đẹp. Đã trang sức tướng đẹp rồi lại dùng các thứ y phục mỹ diệu, hoa cài đầu, đồ trang sức để trang nghiêm cho thân. Như vậy gọi là vì trang sức tướng đẹp, vì đoan nghiêm mà ăn uống thức ăn. Kẻ kia đã kiêu ngạo phóng dật trong việc trang sức tướng đẹp, trang nghiêm thân rồi. Và ban ngày hoặc xế chiều đói khát lại kéo đến là lúc sắp muốn ăn. Đối với thức uống ăn, sành tâm rất mong muốn, rất vui, rất thích, chẳng thấy tai họa, chẳng biết xa lìa. Từ thức ăn uống có được, ăn rồi lại tiếp tục ca hát phóng dật, trang sức tướng đẹp, đoan nghiêm cho thân, ăn uống cho nhiều, no đủ, thỏa thích. Các thánh chúng đệ tử đa phần dùng lực từ trạch thấy sầu quá hoạn, khéo biết ra khỏi xa lìa mà thọ dụng các thức uống ăn, không phải như kẻ thọ dục mà ăn uống thức ăn. Cao vị ấy chỉ khởi niệm, ta này không nên tập quen gần gũi với việc ăn uống, cần phải đoạn trừ, ta muốn vĩnh viễn đoạn trừ việc ăn uống như vậy. Sao gọi là vì thân an trụ mà ăn uống thức ăn, tức là đã ăn uống rồi thọ mạng được tồn tại, chẳng phải không ăn uống mà thọ mạng được tồn tại, gọi là thân an trụ. Ta này thọ lãnh thức ăn uống đầy mà thọ mạng được tồn tại, sẽ không bị chết yểu. Do nhân duyên đầy thật được an trụ, năng tu tập chánh hạnh, vĩnh viễn đoạn trừ các việc ăn uống. Sao gọi là vì tạm giữ gìn các chi phần cơ thể mà ăn uống thức ăn? Đây lược nói có hai cách nuôi dưỡng sống còn. Một, nuôi dưỡng sống còn có khó khăn. Hai, nuôi dưỡng sống còn không khó khăn. Sao gọi là việc nuôi dưỡng sống còn có khó khăn? Tức là lãnh thọ thức uống ăn như vậy, luôn tăng thêm sự đói khát gầy yếu khốn khổ trọng bệnh, hoặc dùng phi pháp mà truy cầu thức uống ăn, không dùng chánh pháp. Lúc có được rồi sanh tầm nhiễm ái, ham thích tham lam, mê muội chấp đắm kiên cố, say sưa thọ dụng. Hoặc có kẻ ăn rồi thân thể nặng nề không thể chịu đựng, không nhậm vận tu đoạn. Hoặc có kẻ ăn rồi tâm bị trì độn, không thể nhanh chóng đắc định. Hoặc có kẻ ăn rồi khiến hơi thở ra vào qua lại rất khó khăn. Hoặc có kẻ ăn rồi khiến tâm luôn bị trói buộc nhiễu loạn của hôn trầm thủy miên. Như vậy gọi là việc nuôi dưỡng sống còn có khó khăn. Sao gọi là việc nuôi dưỡng sống còn không khó khăn? Tức là lãnh thọ thức uống ăn như vậy, khiến không đói khát gầy yếu, không có khốn khổ cùng với trọng bệnh, hoặc dùng chánh pháp truy cầu việc uống ăn, chẳng phải dùng phi pháp. Lúc có được rồi không nhiễm không ái, cũng không ham thích, tham ăn mê muội, chấp chưa kiên cố, say sưa thọ dụng. Thọ dụng như vậy khiến thân không trì nặng, có khả năng chịu đựng, cảm nghiệm việc tu đoạn, khiến tâm nhanh chóng đắc tam ma địa, lại khiến hơi thở vào ra không bị khó khăn, khiến tâm không bị sự quấy nhiễu của hôn trầm thụy miên. Như vậy gọi là việc nuôi dưỡng sống còn không khó khăn. Nếu việc nuôi dưỡng sống còn có khó khăn để thọ mạng được tồn tại, thân được an trụ, đây gọi là có tội, cũng có nhiễm ô. Nếu việc nuôi dưỡng sống còn không khó khăn, thọ mạng được tồn tại, thân được an trụ, đây gọi là không tội, cũng không nhiễm ô. Các thánh chúng đệ tử đa văn xa lìa việc nuôi dưỡng sống còn có tội có nhiễm ô, tu tập thân cận với việc nuôi dưỡng sống còn không có tội không nhiễm ô. Như vậy nên nói vì tạm giữ gìn chi phần thân thể. Hỏi: như thế nào để tu tập thân cận việc nuôi dưỡng sống còn không có tội không nhiễm ô như trước đã nói? Đáp: nếu lãnh thọ thức ăn uống vì trừ đói khát, vì nhiếp phạm hạnh, vì đoạn thọ cũ, vì khiến thọ mới chẳng sanh trở lại,
để nuôi dưỡng sức vui không tội, an trụ yên ổn, thì gọi là tu tập thân cận việc nuôi dưỡng sống còn không có tội, không nhiễm ô cho sự sống của chính mình. Sao gọi là vì trừ đói khát mà thọ lãnh các thức ăn uống, đến gần lúc ăn sẽ nhiều cảm giác đói khát, khí lực suy yếu, mong muốn được ăn uống. Vì muốn sự ràng buộc bức bách của cảm giác đói khát, cảm giác khí lực suy yếu thì phải biết lượng mà ăn. Ăn như vậy rồi khiến lúc phi thời không bị sự bức bách ràng buộc của đói khát gây yếu. Phi thời tức là vào xế chiều hoặc ở đêm khuya cho đến sáng hôm sau, chưa đến lúc ăn. Như vậy gọi là vì trừ đói khát mà thọ lãnh các thức ăn uống. Sao gọi là vì nhiếp phạm hạnh mà thọ lãnh các thức ăn uống? Tức là như lượng mà thọ lãnh các thức uống ăn. Do nhân duyên đầy, người tu phẩm thiện hoặc ở hiện pháp hoặc ở trong ngày, sau khi ăn uống thần không trì nặng, có khả năng khảm chịu, khảm nghiệm việc tu đoạn, khiến tâm nhanh chóng đắc tam ma địa, khiến hơi thở ra vào không bị khó khăn, khiến tâm không bị ràng buộc, nhiễu loạn bởi hôn trầm, thủy miên. Do đây nhanh chóng có sức khỏe, có khả năng đắc điều chưa đắc, xúc điều chưa xúc, chứng điều chưa chứng. Như vậy gọi là vì nhiếp phạm hạnh mà thọ lãnh có thức ăn uống. Sao gọi là vì đoạn thọ cũ mà thọ lãnh có thức ăn uống? Như có người do trong quá khứ ăn không biết lượng, ăn thức ăn không nên ăn, ăn không tiêu mà tiếp tục ăn. Do nhân duyên đầy trong thân sanh khởi trùng trùng tật bệnh như ghẻ lở phong hủy trái dạ, nói rộng như trước. Do nhân duyên trùng trùng tật bệnh đầy trong thân lãnh thọ phát sanh khổ não thiểu đốt mạnh mẽ mãnh liệt không dễ chịu vừa ý. Vì muốn đoạn trừ tật bệnh như vậy và vì đoạn trừ những thọ khổ phát sanh từ nhân duyên đầy, nên tập quen thân cận các loại thuốc phù hợp mà lương y nói, nên thuận theo thầy thuốc và thọ lãnh các thức uống ăn thích hợp. Do đây năng đoạn trừ tật bệnh đã sanh và nhân duyên phát sanh thọ khổ kia, như vậy gọi là vì đoạn thọ cũ mà thọ lãnh các thức ăn uống. Sao gọi là vì khiến thọ mới chẳng sanh trở lại mà thọ lãnh các thức ăn uống? Như có người do ở hiện tại không bệnh, an vui, khí lực đầy đủ, ăn uống biết lượng, không ăn thức ăn không nên, cũng chẳng phải chưa tiêu hóa mà lại ăn thêm, khiến ở vị lai thức ăn tổn đọng trong thần thành bệnh, hoặc khiến ở trong thần phát sanh một trong số các bệnh, đó là ghẻ lở phong hủy trái dạ mụn nhỏ như trước đã nói rộng. Do nhân duyên đây, trong thần sẽ sanh trùng trùng thọ khổ như trước nói rộng, còn lại như trước đã nói, như vậy gọi là vì khiến thọ mới chẳng sanh trở lại mà thọ lãnh các thức ăn uống. Sao gọi là vì phải nuôi dưỡng sức khỏe niềm vui không tội, an trụ yên ổn mà thọ lãnh các thức uống ăn? Sau khi đã ăn uống rồi, thọ mạng được tồn tại gọi là nuôi dưỡng, hoặc trừ đói khát gầy yếu gọi là sức khỏe, hoặc vì đoạn trừ thọ cũ khiến thọ mới chẳng sanh trở lại gọi là niềm vui. Hoặc dùng chánh pháp truy cầu thức ăn uống mà không nhiễm ô không ái trước cho đến nói rộng, nên thọ dụng thức uống ăn, đây gọi là không tội. Hoặc thọ dụng ăn uống rồi thân không nặng nề, có khả năng khảm chịu khảm nghiệm việc tu đoạn như trước nói rộng, đây gọi là an ổn yên trụ. An trụ yên ổn, cho nên nói rằng do chân chánh suy xét mà ăn uống thức ăn, không vì ca hát phóng túng, không vì kiêu căng phóng dật, không vì trang sức tướng đẹp, không vì đoan nghiêm cho đến nói rộng. Như vậy gọi là đã biện biệt rộng đối với việc ăn biết lượng. Nên biết nghĩa tóm lược của phần này thế nào, đó là hoặc thức uống ăn được thọ dụng, hoặc ăn uống như vậy, nên biết gọi chung là nghĩa tóm lược. Sao gọi là thức uống ăn được thọ dụng là các loại đoạn thực gồm bánh, bột, cơm, canh, thịt, cháo như trước đã nói rộng. Sao gọi là ăn uống tức là chân chánh suy xét mà ăn uống thức ăn, không vì ca hát phóng túng, không vì kiêu ngạo phóng dật, không vì trang sức tướng đẹp, không vì đoan nghiêm cho đến nói rộng. Lại nữa, nên biết nghĩa tóm lược của phần này, đó là vì nhiếp thọ đối trị, vì xa lìa biên hành dục lạc, vì xa lìa biên tự khổ hạnh, vì nhiếp thọ phạm hạnh mà thọ lãnh các thức uống ăn. Sao gọi là vì nhiếp thọ đối trị mà thọ lãnh các thức uống ăn? Như đã nói rằng do chân chánh suy xét ăn uống thức ăn. Sao gọi là vì xa lìa biên hành dục lạc mà thọ lãnh các thức uống ăn? Như đã nói rằng không vì ca hát phóng túng, không vì kiêu ngạo phóng dật, không vì trang sức tướng đẹp, không vì đoan nghiêm mà ăn uống thức ăn. Sao gọi là vì xa lìa biên tự khổ hạnh mà thọ lãnh các thức uống ăn? Như đã nói rằng vì trừ đói khát, vì đoạn trừ thọ cũ, vì khiến thọ mới chẳng sanh trở lại, vì nuôi dưỡng sức khỏe niềm vui mà ăn uống thức ăn. Sao gọi là vì nhiếp phạm hạnh mà thọ lãnh các thức uống ăn? Như đã nói rằng vì nhiếp thọ phạm hạnh, vì điều không tội, an trụ yên ổn mà ăn uống thức ăn. Lại nữa, nên biết nghĩa tóm lược của phần này, đó là có hai chủng: một, không có thức uống ăn; hai, có thức uống ăn. Không có thức uống ăn là tất cả loại
hoàn toàn không có thứ gì để ăn, vì không có thức uống ăn nên bị chết yểu. Có thức uống ăn lại có hai chủng, một ăn uống quân bình, hai ăn uống không quân bình. Ăn uống quân bình họ chẳng phải ăn quá ít, hoặc chẳng phải ăn quá nhiều, họ chẳng phải ăn thức ăn không nên, họ chẳng phải ăn không tiêu, hoặc chẳng phải ăn nhiễm ô. Ăn uống không quân bình, hoặc ăn quá ít, hoặc ăn quá nhiều, hoặc ăn thức ăn không nên, hoặc ăn không tiêu, hoặc ăn nhiễm ô. Nên biết trong đây do ăn quân bình, chẳng phải ăn quá ít khiến sự đói khát gầy yếu của thân chưa sanh thì không sanh, đã sanh thì đoạn diệt. Do ăn quân bình chẳng phải ăn quá nhiều nên thân không nặng nề, có khả năng kham chịu, kham nhiệm việc tu đọa như trước đã nói rộng. Do ăn quân bình chẳng phải ăn thức ăn không nên, chẳng phải ăn không tiêu, năng đoạn trừ thọ cũ khiến thọ mới chẳng sanh trở lại. Do nhân duyên đây nên được nuôi dưỡng hoặc sức khỏe hoặc niềm vui. Do ăn quần bình chẳng phải ăn nhiễm ô, sẽ được không tội, ăn trụ yên ổn. Do ăn quá ít, tùy nuôi dưỡng tồn tại mạng sống mà bị đói khát gầy suy, cũng có ít sự sống còn. Do ăn quá nhiều như gánh vác nặng nề, thức ăn không thể dễ dàng tiêu hóa. Do thức ăn chẳng tiêu hóa hoặc tồn đọng trong thần thành bệnh, hoặc sanh một trong số các bệnh khổ cho thân. Như do ăn thức ăn không tiêu thì do ăn thức ăn không nền cũng vậy. Như có phần sai biệt là chỗ ở chỗ là trong thân chứa nhóm các quá hoạn, do đây lại mắc phải bệnh khổ rất nặng. Do ăn nhiễm ô truy cỏ một cách phi pháp các thức uống ăn rồi, có nhiễm có ái, ham thích tham lam mà thọ dụng cho đến nói rộng như trước. Do thọ dụng thức uống ăn quân bình và xa lìa việc uống ăn không quân bình, nên nói ở nơi việc ăn uống có những việc làm quân bình. Tức việc làm quân bình ở nơi việc ăn uống này, rộng dùng các câu sau để tuyên dạy, mở bày hiển rõ, đó là những câu nói. Do chân chánh suy xét ăn uống thức ăn, không vì ca hát phóng túng, không vì kiêu ngạo phóng dật, không vì trang sức tướng đẹp, không vì đoan nghiêm như trước đã nói rộng. Trong đây nói lời, do chân chánh suy xét ăn uống thức ăn, không vì ca hát phóng túng, không vì kiêu ngạo phóng dật, không vì trang sức tướng đẹp, không vì đoan nghiêm, chỉ vì thần được an trụ, vì tạm giữ gìn trì phần. Do đây ngăn chặn việc đều không dùng thức uống ăn. Hoặc lại nói lời vì trừ đói khát gầy suy, vì nhiếp phạm hạnh, nói rộng cho đến an trụ yên ổn. Do đây ngăn chặn việc ăn uống không quân bình. Sao gọi là ngăn chặn việc ăn uống không quân bình? Hoặc lại nói lời vì trừ đói khát gầy suy, do đây ngăn chặn việc ăn quá ít. Hoặc lại nói lời vì nhiếp phạm hạnh, do đây ngăn chặn việc ăn quá nhiều. Hoặc lại nói lời vì đoạn thọ cũ, vì khiến thọ mới chẳng sanh trở lại. Do đây ngăn chặn việc ăn không tiêu, ăn thức ăn không nên. Hoặc lại nói lời vì sẽ nuôi dưỡng, vì sẽ được sức khỏe. Do đây hiển bày việc ăn không quá ít, không quá nhiều. Hoặc lại nói lời vì sẽ được niềm vui. Do đây hiển bày việc tiêu hóa rồi mới ăn và ăn thức ăn nên ăn. Hoặc lại nói lời vì được không tội, an trụ yên ổn. Do đây hiển bày việc ăn không nhiễm ô. Vì cớ sao nếu dùng phi pháp trì cầu thức uống ăn, sau khi được rồi nhiễm ái mà thọ dụng như trước đã nói rộng, gọi là ăn nhiễm ô, cũng gọi là có tội. Nếu có người đối với phẩm thiện, siêng tu tập, an trú chốn à làn nhã, tác ý theo du giả, thọ trì đọc tụng, tư duy nghĩa lý, do người kia tầm tư các ác bất thiện khiến tâm dị chảy, khiến tâm tương tục, tùy thuận thú hướng nhập vào việc ăn uống, do nhân duyên đầy trụ không an ổn. An trụ yên ổn đây lại có hai chủng. Một, xa lìa thức uống ăn quá nhiều, do nhân duyên đầy, thân không nặng nề, có khả năng kham chịu, kham nhiệm việc tu đọa như trước đã nói rộng. Hai, đối với thức ăn không sanh khởi đắm trước mùi vị của nó, do nhân duyên đầy, xa lìa sự nhiễu động của các tầm tư ác mà an trụ yên ổn. Cho nên tất cả cầu như vậy đều vì tuyên nói, chỉ dạy mở bày hiển rõ, việc làm quân bình nơi việc ăn uống. Như vậy gọi là đã tuyên nói tóm lược, rộng ý nghĩa đối với việc ăn uống biết lượng.